Song Hye Kyo hóa Bad Girl, cưỡng hôn Jang Ki Yeon trong Naegwa Breaking Up tập 2. Những diễn biến mới nhất trong tập 2 của Naegwa Breaking Up khiến nhiều khán giả thích thú. Đúng như những gì khán giả kỳ vọng, sau thời gian dài chờ đợi, Naegwa Breaking Up lên sóng với hàng loạt tình tiết thú vị giữa cặp đôi nam nữ chính do Song Hye Kyo và Jang Ki Yeon thủ vai. Trong tập 1, khán giả đã được đốt mắt với cảnh tình một đêm chóng vánh của cặp đôi chính khi họ ở Paris tham dự tuần lễ thời trang. Cụ thể, trong tập 1, mối quan hệ của cặp đôi chính Jung Eun do Song Hye Kyo thủ vai và Seok Woo do Jang Ki Yeon thủ vai được hé lộ phần nào. Hóa ra, giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc, Seok Woo cũng không đơn thuần là cảm nắng Jung Eun, họ dường như là tình một đêm trong quá khứ, thứ quan hệ mà Jung Eun không hề để tâm cũng đã quên sạch từ lâu. Sự gặp gỡ định mệnh phải chăng sẽ kéo theo những câu chuyện trong tiềm thức đã bị lãng quên trở lại? Dĩ nhiên, với tình tiết câu chuyện này, Naegwa Breaking Up ngay mở đầu đã có cảnh nóng táo bạo giữa cặp đôi chính. Tuy không hở hang phản cảm nhưng âm thanh cùng những cú quay cận cảnh gương mặt, bàn tay, bờ vai, lưng trần cũng khiến khán giả phấn khích. Kết thúc tập 1, mở đầu tập 2, Naegwa Breaking Up, nhân vật Jung Eun do Song Hye Kyo thủ vai tiếp tục gặp rắc rối trong công việc. Cô và Jisook đến tìm gặp Seodwon do Kim Yo Hyeon thủ vai, đại diện công ty Vision Pro để chuẩn bị cho dự án của mình. Tại đây, Jisook vẫn hiểu lầm Jonseok do Jang Kyung thủ vai chính là Dohon. Kể cả khi hiểu lầm được giải quyết, Jisook vẫn si mê Jeowoo ra mặt, còn Dohon hà stress, cô không hề có thiện cảm. Nhưng vấn đề là Jeowoo chỉ quan tâm Jeon-eun. Dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng tối về nhà khi nói chuyện với mẹ, Jeon-eun lại thoáng nghĩ tới Jeowoo. Lúc này, mối quan hệ của hai nhân vật chính với gia đình cũng được hé lộ. Trong khi Jeon-eun vô cùng thân thiết với mẹ, thì Jeowoo có vẻ không hề muốn mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình. Jisook tiếp tục chuẩn bị cho dự án của Jeon-eun, nhưng liên tục bị làm khó bởi người mẫu Hyerin. Khi thấy Hyerin chê bai, coi thường những thiết kế, đã vậy còn lớn tiếng qua lại với cấp dưới của mình, Jeon-eun bất ngờ yêu cầu cấp dưới xin lỗi Hyerin. Tuy nhiên, hành động của Jeon-eun chỉ là vì cấp dưới lớn tiếng với đối tác. Còn lại, cô vẫn bên vực đồng đội và những thiết kế của team mình, không ngại làm Hyerin phật ý. Sau khi Hyerin bỏ đi, công việc của đội càng trở nên bận rộn hơn. Đây cũng là lúc Jeon-eun phải đụng mặt và làm việc chung với Jeowoo nhiều hơn. Hai người thậm chí còn có một nụ hôn chính thức đầu tiên. Do Jeon-eun chủ động, dĩ nhiên nụ hôn này cũng chẳng khác gì lần tình một đêm là mấy bởi nó chẳng có ý nghĩa gì với Jeon-eun. Sau đó, khi Jeowoo muốn đòi lại công bằng bằng một nụ hôn khác, Jeon-eun lập tức từ chối. Buổi trình diễn thời trang diễn ra thuận lợi khi Dohun đã tìm được người thay thế Hyerin, một gương mặt mà ai cũng phải trầm trồ khi cô xuất hiện. Jeowoo lại không thể tham gia sự kiện này vì sự ra đi của người thân. Từ người chị Shin Yo-gon thân thiết, Jeowoo đã biết được Jeon-eun là bạn gái cũ của anh trai đã khuất của mình. Gặp được Jeon-eun, anh đã bất ngờ hỏi rằng cô có biết Yoo So-hwan là ai không? Cảm xúc của Jeon-eun từ hào hứng bỗng chốc thay đổi. Tập phim này cũng khép lại từ đây. Được biết, với tập đầu tiên lên sóng, Naegwa Breaking Up đã giữ ngôi vương với rating cao nhất so với tất cả các phim truyền hình lên sóng vào thứ 6. Cụ thể, bộ phim mới đạt rating trung bình trên toàn quốc là 6.4 và cao nhất là 8.4. Ngay tập 1, mạng xã hội đã lập tức dậy sóng, những hình ảnh trong phim được lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Kèm theo đó là vô số lời khen từ khán giả cho nội dung, hình ảnh, visual của hai diễn viên chính. Một số bình luận của khán giả: mấy anh bắt bướm bắt hoa gì đó, ở New Thailand, sách dép mà chạy theo chế về độ bét, tình một đêm không cần hỏi tên luôn trời. Trong khi người người để ý cảnh nóng, thì tôi lại chỉ xem visual của hai anh chị. Đẹp gì mà đẹp chết tôi thôi. Trong khi đó, tập mới nhất Naegwa Breaking Up đã có lượng người xem tăng đáng kể so với tập 1. Theo Nielsen Korea, tập thứ 2 của Naegwa Breaking Up đã đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 8 và mức cao nhất là 10.5. Naegwa Breaking Up hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong thời gian tới.